tiền của ông mà sầu châu gần đó đó. Ngồi cho đàng hoàng coi. Anh quay ra chỗ khác cái chỗ này ngồi ăn nữa, ngồi vô. À bà Trần ơi, à, thì công ty của mình quay số tính ngưỡng á, thì bạn đã làm trong tốt số may mắn của công ty này phải. À, thì không biết khi nào bạn rảnh à? Công ty gì ạ? Công ty. Bạn có thể nhắn tin được không ạ? À, công ty phân bón. Dạ vâng. Ờ, không biết khi nào. Ai kêu quay? Không thấy rồi. Sao từ lúc mình nói mình muốn là hai mẹ muốn. Giờ quá.